Từ 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 từ. Hút bạc hút. Trời đất quỷ thần ơi. Trời 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 trời. Wow. Wow. Mọi người ơi, mọi người ơi. Trời ơi. Một cái hốc thạch anh. Đẹp chưa? Trời ơi. Một cục. Thấy rõ mọi người. Trời ơi. Trời ơi, trời đất của thằng ơi. Đây này. Đây cục. Trời ơi, mình không có đem đồ nghề, mình không có đem ba lô. Đào lên coi. Đào xuống. Một khóc thay anh đái không? Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của mình nhé. Ở đây có một cái khe nứt này. Khe nứt của một trận động đất. Cái đây khoảng hàng triệu năm về trước. Cái dưới khe này nó sâu lắm. Sâu tầm 4 mét. Dạ, trú dưới kia luôn. Ở đây cũng có một cái khe nứt nữa mọi người nè. Rất là sâu luôn. Lời tính tèo xuống tìm mà sâu quá sợ. Như này có đá quý không? Khai nứt rồi, khai nứt, nhì là cái miệng núi lửa đó. Hay có đá quý. Trời đất ơi. Mình tìm đường mình đi qua đây nha. Ở đây có cái cây dài dễ sợ chứ. Rất là to luôn á. Ngay dân hồ đồn là trên cái đồi này có rất là nhiều đá đó. Rất là lạ, rất là đẹp. Mình cũng mong man mình đi vượt qua mấy ngọn đồi. Cuối cùng cũng tới nơi nè. Này. Đá này là hình thù tự nhiên rất là đẹp. Chưa biết đá gì nhưng mà mình lượm mình khảo sát ra. Đây này. Nó đỏ nè. Để ông bay đi. Nhìn giống rừng thú. Nãy giờ đi hỏi mấy người mới tới được cái đồ đồi này. Mình sẽ tìm cái đá mà có vẻ vip nhất. À, mừng quá. Tôi nói đi có đi gông cóc phải không? Nhìn
cái hàm răng con gì á. Đây nè mọi người. Một cục rất là to. Wow. Lát nữa để về. Mình sẽ đi khảo sát tiếp nha. Mọi người thấy không? Tá đỏ này. Mấy đồ nghề nó cãi lên nha. Trời ơi. Oh my god. Trời ơi, đẹp chưa? Đẹp chưa? Này có tên tinh thể này nè. Trời ơi. Có tinh thể tinh hồng mọi người. Trời ơi. Đập bể mẹ rồi. Thôi kệ đi, làm chuột bạch luôn. Lấy cục tinh thể lên chơi. Wow, một cục. Ok. Đập xong nó biết đá quý. Trúng rồi, trúng rồi, trúng, trúng. Bây giờ là chiều rồi, mình không có đi khảo sát về, để ngày mai mình sẽ khảo sát vùng này kỹ hơn. Hóc thạch anh nè mọi người. Đang lớn nè. To to to. Quá trời luôn. Đừng phá cho nó lớn. Mình thấy mình không có phá, mình để cho nó lớn. Lớn hơn nữa. Không kiềm chế được cảm xúc. Đây này, mọi người thấy không? Nó cứ tưởng là xương khủng long hóa thạch. Đẹp chưa?
hai cục này, mọi người thấy không? Về mình lấy bàn chải mình chà ra mới đẹp được. Tinh thể quá nè, là phải kim cương thôi. Hai cục ngọt sắc, tha cho cố vô cái nặng đầy túi cái được, đi không nổi. Mang túi 3 gà mang đi thôi được. Người ta nó mang được đây này. Thôi, mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Ba cục. Người ta nói là mai túi 3 gang mang đi mà được. Mình chơi cái túi đồ như cái bao bố. Đây. Đây này. Dầu to đây em ơi. Dầu to rồi mọi người ơi. Mai thứ trời 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 hút bạc hô trời đất quỷ thần ơi trời 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 wow. Mọi người ơi trời ơi một cái hốc thạch anh đẹp chưa trời ơi một cục thấy rõ mọi người. Trời ơi, trời đất của thằng ơi. Đây này. Đây cục. Trời ơi, mình không có đem đồ nghề, mình không có đem ba lô. Đào lên coi. Đào xuống. Ờ, một khóc thay anh đã không?